Nghiệp quá.
lờ chắc phải bữa nào phải săn tiếp, săn tiếp cái món cà phê này. Mình vừa mới mở ra là mình nghe cái mùi cà phê nó thơm. Ngửi ký cà phê các bạn, cái cà phê Phương Nam, hương vị mái lưu luyến, 1.000 đồng. Thơm, thật là thơm. Giống mình sẽ khui cái cà phê, mình pha cà phê, mình uống liền luôn. Thơm, thơm quá à. Thơm ghê luôn á. Sản phẩm tiếp theo, son môi ba sĩ. Ta-da, một cái son em mà có 1.000 đồng. Tin được không? Cái hộp này nè, cái hộp này thì nó là hộp sạch các bạn. Cái vỏ hộp này là mình lấy cái vỏ này là nó là hộp sạch. Cái chỗ này nó có tem, tem nó dập và nó có cái độ bóng, độ chiếu ở đây. Biết cái đuột như thế nào, mình mở ra xem nha. Một cây ba xe, theo mình biết đó, chữ màu đen mà in như thế này luôn. Khi mà mình test lên tay á, cảm giác nó rất là mềm mịn. Chưa dám thử lên môi, thử lên tay xem có bị dị ứng với cái màu này hay không. Cái mùi nó hơi ngọt ngọt, không biết là cái gì ở trong đây nữa. Ngọt vỏ cam chanh tiết lơ cho các bạn xem. cái này giống đồ chơi hơn nè, các bạn nhìn kỹ xem, nó giống như cái nhẫn xong có cái móc, cái này nó có cái răng cưa, cái này bằng nhựa nha các bạn nha. Mua được một cái vòng tròn có cái răng ở đây. Cái món
món này chắc là cái món mà mình mua nó tệ nhất luôn. Nhà cầm mua cái này mình có giao cái lan của mình đang chạy của mình không cái này nếu mình từng cầm cái này mình xin với cái quả ăn cay nó chắc là nó dập hết cái cây thông đinh đong đinh đong. Mình sẽ đi thử cắm vô điện cho các bạn xem nha. Đây cây thông của mình sẽ cắm điện vô các bạn nha. Cắm vô, cắm vô một cây thông chi chiu, bật điện sáng lên. Ok, điện 1000 xài tốt. Mình gặp lại các bạn ở video sau nha. Mình đi pha cà phê uống đây. Xin chào các bạn.